Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn quay trở lại video của mình. Thì bạn nào chưa biết, bạn nào mới chơi Miwon đấy và chưa biết đổi thành tiếng Việt thì bạn theo dõi như sau này. Mình đăng nhập vào game này. Rồi sau đó các bạn nhìn bên góc bên phải của màn hình ấy, có cái hình răng cưa ấy, theo mũi tên của mình này. Mũi tên của mình này, các bạn ấn vào đấy. Nó là chỗ cài đặt đấy. Ấn vào góc bên phải hình răng cưa mũi tên này nhá. Ấn vào này. Rồi tiếp tục hiện lên một bảng tiếp theo này. Rồi các bạn tiếp tục ấn vào setting này. Cài đặt đấy bạn. Setting này. Setting này. Tiếp tục lên một bảng tiếp theo, nó là mã của mình, rồi tên, các bạn có thể thay đổi tên ở đây. Rồi bật nhạc, tắt nhạc, mở nhạc. Rồi cho to volume. Các bạn nhá, rồi góc nhìn thứ nhất, góc nhìn thứ hai, góc nhìn đằng sau lưng, góc nhìn trước mặt. Bạn nhìn thấy ở cuối cùng ấy có chữ language. Language này là tên đấy, chữ language cho bạn nhìn mũi tên của mình nhỉ, chỉ này, language. Đó, xong lên một bảng. Bạn nhìn thấy chữ tiếng Việt rồi gì? Giờ chúng ta sẽ ấn vào tiếng Việt các bạn nha, tiếng Việt. Sau đó chúng ta ấn vào con phim các bạn nha, ấn tiếng Việt xong ấn vào con phim này. Thế là xong, các bạn thoát ra, vào lại. Thoát ra nha các bạn nha, thoát khỏi. Rồi ra khỏi màn hình nha các bạn nha, mình vào lại đây. Các bạn nhìn thấy không? Nó chạy ra, nó đang chữ tải này. Đó là tiếng Việt nhé. Rồi nhập vào game nhé. Và lúc đấy là chữ start. Và mình ấn nhập vào game này. Đăng nhập này. Đấy các bạn nhìn không? Giờ tất cả chuyển hết sang tiếng Việt. Thế là chúng ta đã thành công các bạn nhé. Mình chỉ giới thiệu cái video đến cho những bạn nào mới chơi. Mình lúc đầu cũng mới chơi nên là không biết ở đâu, mình cũng phải đi tìm. Nên video này chỉ giới thiệu bạn nào mới chơi nhé. Bạn nào chơi lâu rồi mấy năm rồi thì không nên xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.